Xin chào tất cả các bác, các anh em. Hôm nay thì lại có thời gian lên video chia sẻ nốt cho toàn thể các bác, các anh em nhà mình một số mặt hàng. Thị trường lan thì đợt này cũng đang sôi động một chút. Và chuyến này thì cũng đi giao dịch nhiều, đâm ra cũng không có thời gian để quay video. Hôm nay thì lại lên để xem có những cái gì thì chia sẻ nốt cho các bác, các anh em nhé. Và hôm nay thì có vài cây hiền dẻo để bác nào lấy thì vẫn chia sẻ là 200k một cây. Đó, còn đây là cái chậu hồ điệp, lá biên, chơi hai bè đẹp, trưng bè bàn nước. Bác nào lấy thì alo trực tiếp cho em. Cực kỳ đẹp, yêu thương thôi. Giá cả hợp lý để cho các bác anh em sưu tầm. Đó, và tiếp theo thì chia sẻ cho các bác anh em là hoa hậu xứ Mường, như các bác đã nhìn thấy đây. Kỳ rất là đẹp, khỏe. Chia sẻ yêu thương là cho các bác nhé. Hôm nay thì bán nốt cho các bác này 200.000 đến 300.000, 200, 300, 200 nhé. Đó, cũng không có để làm gì, bán được cái gì bán thôi. Bác nào đam mê sưu tầm thì mua, cũng không làm kinh tế gì hết. Đó, 200.000 và 300.000. Đấy, có 3 chậu này. Đấy, bác nào mà sưu tầm thì ú em. Cực kỳ đẹp, phê pha. Đó, còn ở đây là một cái chậu bạch tuyết này. Bác nào lấy thì em chia sẻ yêu thương cho 3 triệu nha. 3 triệu 3 thân, quá tuyệt vời luôn. Cực kỳ yêu thương luôn. Đẹp nhất có thể. Đó. Và tiếp theo thì em chia sẻ cho các bác là cái kỳ người đẹp Bình Dương này. Như bác đã biết rồi đó. Trước thì em bán toàn 1.4-1.5 triệu thôi. Cái đơn này là đơn số 12. Bác nào lấy hôm nay em chia sẻ cho là 600k nhé. Đó, 600k. Và cái kỳ số 11 này là 700.000. Bác nào mà sưu tầm thì alo cho em. Cực kỳ đẹp luôn, kỳ cắt khung tự nhiên rất là khỏe các bác nhé. Đó, người đẹp Bình Dương có 2 kỳ thôi, 600 và 700, cái giá yêu thương. Tiếp theo là một con không tên. Con không tên này thì em chia sẻ cho các bác anh em nhé, 3.2 triệu nhé. Tuyệt vời luôn, hôm nay em chia sẻ một cái mức giá cực kỳ yêu thương, 2 triệu đồng. Đó, và các bác biết rồi, hiện nay thì cũng rất là nhiều các kênh bán hàng. Đó, và cái lượng không tên bảo duy thì nó cũng không có nhiều. Bác nào mà lấy thì em chia sẻ yêu thương nhé, 3.2 triệu. Đấy, các bác là 2 triệu đồng. Đó, 2 triệu đồng cho cái cây số 10 và cái cây số 9 này thì là 2,5 triệu đồng. Bác nào lấy em lấy cũng là 1,9 triệu đồng. 1,9 triệu đồng, đẹp sắc nước Nguyên Thành luôn. Và cái con số 8 là Bảo Duy này. Trước là có bác khách lấy rồi, lượng tài chính của bác không đủ. Đó, 1.800.000. Bác nào lấy 1.600.000 nhé. Cực kỳ yêu thương. Đó, còn con Juliet này các bác biết rồi. Em bán 2,5 triệu. Bác nào lấy em lấy 2 triệu nhé. Một con thôi. Đó, còn con Bạch Tuyết này là 2 thân. Chia sẻ yêu thương 2,5 triệu đồng. Một cái mức giá cực kỳ hợp lý rồi. Đó, bác nào sưu tầm ú em. Ở đây thì có một cây hồng á hậu cũng khá là lâu rồi. Bác nào lấy thì em chia sẻ yêu thương nhé. Cây này nó vào 80 cm. Đó, bác nào lấy em lấy 1.2 triệu này. Nó đẹp tuyệt vời luôn, tuyệt trần luôn. Còn ở đây có một cái chậu hồng thu. Em chia sẻ cho bác là 250.000. Bác nào lấy em chia sẻ 200.000 nhé. Quá yêu thương luôn, quá phê pha luôn. Đó, rất đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Đó, con bạch tuyết này 2,5 triệu này. Và ở đây có một cái chậu hồng hai thân rất là đẹp. Cái bông hồng này rất giống hồng á hậu luôn. Đó, rất giống hồng á hậu luôn các bác nhé. Em chia sẻ yêu thương thôi. Một con hồng trinh nữ. À xin lỗi, không phải hồng trinh nữ. Cái giò hồng này em chia sẻ yêu thương này, 300.000 đồng. Đó, mặt hoa rất giống hồng á hậu nhé. Nó đẹp hơn cả hồng nguyên thủy. Đó, đó, đẹp hơn cả hồng tiên sa. Đó, vì nó rất là nhiều loại hồng. Cái này nó bay mất cáp rồi. Đó, trong video cũ là em không nhớ tên nữa. Thực ra là nó nhiều là hồng quá. Với đợt này em không để ý đến kênh quá, không có thời gian. Đấy, cái chậu này 300 nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy,
cực kỳ đẹp luôn. Đó, còn cái chậu bạch tuyết này bác nào lấy 3 thân 3 triệu này. Còn cái chậu củ lý này thì như các bác biết rồi, to chà bá luôn. Bác nào lấy em lấy 600 nhé. Đó. Còn Minh Châu thì bán hết rồi, chưa có rẻ. Đấy. Còn về bên dưới này thì xem còn cái gì chia sẻ cho các bác này. Ở đây có hai con á hậu này. Hai con á hậu này thì em cũng chia sẻ yêu thương thôi. Bây giờ thì thực ra á hậu nó cũng rẻ. Thì cái con hai con này bác nào lấy thì em lấy 200.000. Quá là tuyệt vời luôn. 200.000 một con các bác nhé. Một con 200, con số 2 cũng 200. Trước rồi có mấy con to là cũng bán hết rồi. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo thì em có hồng sao hỏa này. Đó, cũng rất là đẹp. Em chia sẻ cho các bác, các anh em cũng yêu thương thôi. 300.000 cho cái đơn số 7. Đó, key 52 các bác nhé. 300.000. Cái đơn số 8 này thì em chia sẻ là 500. To hơn rất là nhiều. Và cái đơn số 9 này thì em chia sẻ là 400. Đó. Bác nào mà sưu tầm cái con gì thì alo cho em. Cực kỳ yêu thương luôn. Và cái giá thì các bác đã biết rồi, nó rất là hợp lý thôi. Đó, còn là ở đây thì có một cái chậu hồng phấn này. Bác nào yêu thì em chia sẻ nốt này, 1 2 3 4 thân. Lấy các bác là 500.000 nhá. 500.000 quá yêu thương luôn. Và ở đây thì có kiều phi yến này, còn mới kỳ ạ. Em chia sẻ cho các bác nốt là cũng là 200.000 nhá. 200.000 một kỳ. Bác nào lấy kỳ nào thì ú em. Cực kỳ yêu thương luôn. Đó, ở đây có một kỳ hồng thiên sa này. Đó. Cái này nó mưa gió nhiều đâm ra nó cũng không chăm chút lắm. Cây hồng xin lỗi, cây hồng trinh nữ này 200.000. Đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đó. Mùa này nó thắt ngọn rồi, chờ đến một gốc thôi. Cái lá này nó rụng lá ngọn. 200.000 cây hồng trinh nữ này. Đấy. Bác nào mà sưu tầm thì ú em. Cực kỳ yêu thương. Đó. Và có lẽ là video cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác anh em đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào. Nếu như các bác mà có nhu cầu gì thì alo trực tiếp cho em nhé. Cực kỳ yêu thương thôi. Đấy, còn cái mầm mít này thì các bác lấy thì chơi hay bày đẹp. To chà bá luôn. Chia sẻ yêu thương. 300.000 đồng nhé. Cái cây mít này. Đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé. Xin chào tất cả các bác.